Ủa, sao giờ này anh chưa tới nữa ta? Em chào anh. Chào em đi làm đúng giờ quá hen. Anh cũng vậy mà. Tụi mình cùng vô nghe. Dạ. Đi em. Có chuyện gì vậy em? Trễ thang máy rồi. Đâu có sao đâu, mình đi chuyến sau cũng được mà. Mời em. Dạ. Vô đi. Dạ, thưa tổng giám đốc, có luật sư Tuấn Trung muốn gặp. À, vậy hả? Mời cậu ta vào. Dạ. Dạ, mời anh. Cảm ơn. À, Tuấn Trung, ngồi đi con. Dạ, con chào tổng giám đốc. Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn tổng giám đốc. Đừng có gọi chú như vậy, nghe xa lạ lắm. Dạ. Sao rồi, con đã quen với môi trường làm việc ở đây chưa? Dạ, có phần khác so với bên đó, nhưng con thấy cũng quen quen được một chút. Vậy thì tốt. Nếu thấy có vấn đề gì khó khăn á, cứ nói với chú, đừng có ngại nha. Dạ. Còn chuyện của con với nhà Trân á, có... Dạ thưa anh, bà Xuân mới điện thoại qua, kêu anh bớt chút ít để bà lấy xe liền. Nè, mày nói với bà ta, không bớt một cách. Suốt ngày bà ta cứ cù cưa, dầu nước vết mà kéo như kẹo kéo. Dạ. Dạ, em xin phép, em ra ngoài. Dạ chú Lâm, con nghe nè chú. Con đang ở đâu vậy? Dạ, con đang ở salon của con. Chiều nay chú muốn gặp con ở chỗ cũ. Dạ, con sẽ tới. Chào chú. Thank you.
Sao ông trời lại bắt chúng ta phải chia đôi? Sao những đôi lứa yêu nhau phải sớm nửa đường gãy gánh hả anh? Em thực sự chỉ muốn về thế giới bên kia cùng anh thôi, cho vẹn lời thề. Nhưng trước khi ra đi, em muốn những kẻ giấu mặt đã gây ra cái chết của anh phải trả giá. Trân, nước cam của con nè. Cảm ơn dì Tư. Con khóc phải không? Tại sao con khóc vậy? Chắc chắn con nhớ cậu Hoàng Nam nhiều lắm phải không? Bây giờ linh hồn của cậu đã được siêu thoát rồi. Nhã Trân, con uống nước cam đi nha. Sao dì Tư biết linh hồn của anh Hoàng Nam đã về trời? Những người tốt bụng như cậu ấy thì phải về trời thôi con à. Nếu mà bây giờ con chết, Nhã Trân, thì con có được về trời với anh ấy không? Được chứ. Con không lên trời thì ai lên trời? Nhưng tại sao con lại nói vậy? Con còn cả một tương lai trước mắt mà. Tương lai đó mà không có anh Hoàng Nam thì còn có nghĩa gì nữa? Dì Tư ơi. Gì hả con? Con thấy anh ấy rồi. Đâu? Anh ấy đang đứng sau đám mây kia và dãy gọi chúng ta kìa. Con chào chú. Con ngồi đi. Dạ. Cô uống gì? Cà phê được rồi chú. Dạ anh uống gì? Cà phê đi em. Dạ. Chuyến hàng vừa rồi con làm khá lắm. Ông chủ nhờ chú chuyển lời khen tới con. Dạ. Cũng nhờ chú giúp đỡ. Con còn trẻ, tương lai còn dài. Phải cố gắng để xây dựng sự nghiệp. Dạ. Những gì cháu có được ngày hôm nay á cũng nhờ có bàn tay của chú giúp đỡ. Nếu không có chú, cháu bất quá cũng chỉ là một tay chơi mà thôi. Không chừng bây giờ cũng không có chỗ nương thân. Con nói không đúng sao? Ồ thôi, đúng quá đi chứ. Chúng mừng á vì con đã nhận ra được điều đó. Làm người á mà không biết mình là ai thì làm sao làm được chuyện lớn.
Kỳ này con vẫn làm như kỳ trước hả chú? Không, không có gì phải dội. Chú mời con ra đây không phải vì chuyện đó. Vậy là chuyện gì? Chú nghe nói là đêm nào con cũng đi vô trường phải không? Dạ, nhưng mà chỉ là giải trí thôi mà chú. Đàn bà không phải là sự giải trí phù hợp cho công việc của chúng ta. Vì họ rất dễ phản trắc. Họ đến với chúng ta vì đồng tiền, và cũng sẽ quay lưng lại vì đồng tiền. Nhưng nếu không đến đó, con sẽ rất buồn. Chú cũng biết nhiều về hoàn cảnh của con mà. Con không có tình yêu thương của mẹ từ nhỏ. Ba con lại sống với người đàn bà khác, cho nên con rất cần tình yêu. Làm gì có tình yêu trong cái thế giới hỗn độn và loạn lạc này chứ. Đàn ông chúng ta cần đàn bà ở sự phục tùng và tình dục. Đơn giản như vậy thôi. Quyền lực và tiền bạc mới là thứ cần thiết để chứng tỏ chúng ta là ai. Con hiểu chú muốn nói gì chứ? Dạ hiểu. Có vẻ như con không tán thành ý kiến của chú. Dạ con. Chú cần sự trung thực, con cứ nói thẳng. Chú nói điều này là mệnh lệnh hay chỉ là sự trao đổi ý kiến? Nếu như là mệnh lệnh, con sẽ nghiêm chỉnh chấp hành. Đây chỉ là ý kiến riêng để cho con tham khảo thôi. Vậy thì con không thể sống vui vẻ mà không có đàn bà bên cạnh. Với cả bọn cái làm tiền. Nếu đồng tiền có thể mua được sự phục tùng. Vậy con đã mua được sự phục tùng chưa? Nếu đã bước chân vào đó thì không có một người đàn bà nào có thể từ chối đồng tiền. Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Còn bây giờ thì khác. Có một người đàn bà không giống như bọn kia quấy từ chối đồng tiền của con. Ai vậy? Con làm chú cảm thấy tò mò rồi đó. Chú biết cô ấy? Chú biết. Là Nhã Trân. Nhã Trân? Ủa, chị Trân, chị còn ở đây đỡ quá. Chị kẹt xe hả? Không, tôi dậy trễ, hôm qua tôi về khuya quá. Ủa, chị biết sáng nay mình hợp vụ gì không chị? Anh là trợ lý của ba tôi, anh không biết làm sao tôi biết. À, chú Lâm dạo này kín miệng lắm, chị nói những điều cần nói thôi. Đáng lẽ chị là con trong nhà, chị phải biết chứ. Tôi không quan tâm. Tháng tới sẽ có một hội chợ thương mại tại Phnom Penh. Tôi muốn công ty Đại Phát sẽ có một gian hàng để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của công ty. Tôi cần thành lập một nhóm. Xin lỗi, tôi tới trễ, tôi không được khỏe. Thưa tổng giám đốc, tôi bị kẹt xe. Cô Nhã Trân, nếu cô không khỏe, cô có thể về nghỉ ngơi cho khỏe. Không thể có những ý tưởng sáng tạo mới mẻ khi sức khỏe không được ổn. Vậy thì tôi xin phép. Cô Sơn, cậu cũng không nên có mặt trong cuộc họp này. Kẹt xe không phải là lý do. Dạ, xin lỗi giám đốc, xin lỗi tất cả mọi người, sẽ không có lần thứ hai ạ. Thay vì có mặt ở đây, cậu nên về nhà suy nghĩ, làm cách nào đến công ty mà không bị kẹt xe. Dạ, tôi xin phép giám đốc. Chào tất cả mọi người.
Nhã Trân cần phải giữ gìn sức khỏe. Bà đã gặp Nhã Trân rồi đó. Bà thấy Nhã Trân là sao? Tôi thấy bà không còn giống như trước nữa. Nhìn bà lạnh lùng hơn. Và đặc biệt là cách ăn mặc nữa. Sexy buông thả đúng không? Tôi nhìn vào mắt Nhã Trân, tôi thấy nó có cái gì đó khó nói lắm. Thấy cái gì là thấy cái gì? Giống như ánh mắt của một người đang oán hận. Oán hận? Ừ. Hận ai? Tôi cũng không biết nữa. Đôi khi tôi thấy thoáng qua là như vậy đó. Mà cũng có thể là không phải như vậy. Ừ, chắc là tôi đang nghi quá. Dạ nước của hai chị ạ. Cảm ơn em. Hai chị có gọi thêm gì nữa không ạ? À, được rồi em. Có gì chị sẽ gọi em sau ha. Dạ. Cảm ơn. Vậy ngoài những chuyện đó ra, bà thấy bà Trân có chuyện gì lạ khác nữa không? Giờ thì chưa. Tôi á, thì tôi không hiểu lý do tại vì sao bà Trân lại xích mích với mấy người trong vũ trường nữa. Có gì khó đâu. Ủa, vậy ý bà là sao? Thì chắc là do ganh tị hay là về đàn ông chẳng hạn. Đàn ông? Ừ, đúng rồi, chỉ có như vậy thôi. Nè, anh Duy. Châu. Châu, bà làm gì mà nhìn dữ vậy? Nhìn thôi là biết được không phải người tốt rồi. Anh khỏe không? Tao thì khỏe rồi. Ủa, người quen của bà hả? Không phải. Chỉ là... Là sao? Tối qua tôi thấy cái gã đó đó đi cùng với Nhã Trân nhà mình đó. Cái gì? Bà sao vậy? Trân sao vậy ở đây? Tôi đang ngạc nhiên quá cỡ đây nè. Sao lại ngạc nhiên? Chứ còn gì nữa. Không thể tin được Trân nó có thể đi với cái loại người như vậy đó. Nhờ anh giúp mà công việc của em thuận tiện lắm. Vậy à? Dạ. Tôi cũng chả hiểu tại sao Nhã Trân nó lại chịu cái kiểu người đó đó. Kiểu đàn ông con trai như vậy đâu phải là sở thích của nó đâu. Tôi cũng đồng quan điểm với bà luôn á. Vậy bây giờ tụi mình phải làm sao đây? Ủa, tôi hẹn bà tới đây là để cùng nhau nghĩ cách. Tự nhiên giờ bà hỏi tôi sao? Tôi biết nói sao? Tại lắm lúc tôi cũng hơi vô tư mà. Tôi sợ bà luôn á. Nghĩ cách lẹ lên đi, mệt quá. Cách gì đây, cách gì đây? Anh để em. Thôi được rồi, để tao tính cho. Dạ. Đợi anh chút. Cho anh gửi. Khỏi thối nha. Hôm nay tao bao mày từ A tới Z luôn đó. Thiệt hả? Tôi nghĩ ra cách rồi. Cách gì vậy? Bây giờ ha, tụi mình sẽ đi qua nhà Nhã Trân. Rồi sao nữa? Đơn giản vậy mà bà cũng không hiểu hả? Nói lẹ lên đi, mệt quá. Tụi mình sẽ qua nhà khuyên Nhã Trân. Trời ơi, tưởng cách gì hay lắm. Có vậy thôi hả? Cách này được quá rồi còn gì nữa. Hơi mệt quá à. Đành là vậy thôi chứ sao giờ. Có còn đỡ hơn không có. Tính tiền nha.
Em ơi, tính tiền đi. Dạ. Quỷ khùng điên gì đâu, con sao con nó má phẻ lắm. Con ở đâu ạ? À? Hả lông đại con làm ăn sao? Dạ được. À vậy hả? Dạ. Con à, con phải làm ăn thì làm ăn phải giữ gìn sức khỏe nha con. Dạ. Không được đâu. Không có nên vậy, bớt lại bớt ăn lại nha con. Dạ. Giữ gìn sức khỏe. Ở giờ con đâu ạ? À? Đang sau lưng má nè. Bên tay trái nè. Con nè. Gì kỳ vậy? Nói với anh hoài mà sao anh cứ chọc tôi hoài vậy? Khuya hôm gì mà anh cứ kêu điện thoại rồi anh gì đâu trời ơi. Chịu trời ơi, tự nhiên rồi cái em khóa cái cửa lại không có tôi vô. Con chào dì Tư. Dạ con chào dì ạ. Ừ, chào hai con. Dạ. Hai con tới tìm Nhã Trân hả? Dạ. Vậy vào nhà đi con. Con cảm ơn con dì. Con cảm ơn dì. Ừ. Đi. Vô đi con. Dạ. Sao Tấm nào? Bị tôi sắp làm vợ ảnh rồi. Sao Tấm chủ trại hòm đó. Trời ơi. Con chào bác. Chào hai đứa. Chào thưa bác. Ngồi đi con, ngồi đi con. Dạ. Dạ. Ngồi đây với bác. Dạ. Đây. Bác khỏe không bác? Bác khỏe. Chà. Hai đứa lúc này đẹp ra đó nghe. Tụi con già chát à. Ế độ rồi bác ơi. Ủa? Hai đứa hôm nay tới đây có việc gì không con? Ờ, dạ, tụi con qua đây để tìm Trân. Trân có nhà không bác? Vậy thì tụi con tới trễ rồi. Ừ, ý bác là... Nó đi đâu từ sớm rồi. Vậy bác có biết Trân đi đâu không bác? Bác cũng không rõ nữa. Mà chắc có chuyện gì đó cho nên nó mới đi sớm như vậy á. Châu. Ừ? Giờ sao đây? Hai đứa tìm Trân có gì gấp hả? Ờ, dạ, cũng không có việc gì gấp đâu bác. Dạ đúng rồi đó bác, không có gì đâu, tụi con chỉ muốn qua đây thăm Trân thôi. Dạ. Dạ. À, sẵn đây, bác có chuyện muốn hỏi hai đứa. Chuyện gì vậy bác? Chuyện là như vậy. Cẩn thận đó. Em có vui không? Em vui. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà em cảm ơn anh. Được đi với một cô gái đẹp như em thì còn gì bằng. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Mà cũng vì vậy nên em mới thích anh đúng không? Người gì mà tự tin thế ớn. Anh chỉ giỡn một chút thôi. Em rất là đẹp. Nhã Trân. Anh xin lỗi. Anh chỉ là anh không thể kiềm chế được mình khi gần em. Thôi được rồi, anh không cần phải nói nữa, em không sao đâu. Anh xin lỗi, anh... đi về đi, bye nha, anh đi về đi. Trân à, nghe nói đi Trân.
Chuyện là như vậy đó hai đứa. Thật sự con cũng thấy làm lạ lắm. Bác cũng không biết tại sao Nhã Trân nó thay đổi nhiều như vậy. Từ trước tới giờ Nhã Trân nó đâu có như vậy đâu. Sao bây giờ nó lại sống buông thả như vậy chứ? Bác à, hay là có khi nào tại cái chết đột ngột của anh Nam đã ảnh hưởng tới tâm trí cô Nhã Trân rất là nhiều? Bác có nghĩ vậy không bác? Bác cũng nghĩ như vậy. Có thể Nhã Trân nó chưa quên được nỗi đau của nó. Không có gì mà đau khổ bằng chuyện mình mất đi người mình yêu thương nhất đâu bác à. Đối với Trân, Hoàng Nam là cả một thế giới, là một người chồng hoàn hảo. Trân luôn muốn xây dựng một gia đình ấm áp, hạnh phúc với anh Nam. Vậy mà theo con nghĩ, chắc chắn một chuyện đau buồn như vậy đối với một cô gái như Nhã Trân sẽ khiến cho Trân thay đổi ít nhiều. Bác hiểu mà. Nhưng mà bác à, con tin chắc ở Trân có một điều gì đó mà chúng ta chưa hiểu hết được. Chẳng hạn như là một điều bí mật. Nè hai con uống nước đi. Dạ cảm ơn dì Tư. Dạ con cảm ơn dì Tư ạ. Bà chủ, bà có sao không? Tôi không sao đâu. Hay để tôi lấy thuốc cho bà uống nha. Nè bác. Cảm ơn con. Hai đứa uống nước đi con. Dạ. Dạ.
giám cho chúng tôi là Lê Nhã Trân và Nguyễn Hoàng Nam sẽ nguyện yêu thương nhau đến suốt cuộc đời. Anh khấn đi. Anh biết khấn gì bây giờ? Bất ngờ quá anh không chuẩn bị. Thì anh nói cái gì cũng được. Nói những gì thật lòng của anh đối với em là được. Tôi là Nguyễn Hoàng Nam, xin nguyện yêu thương chung thủy với Lê Nhã Trân suốt cuộc đời này. Bà chủ. Ôi trời ơi, cái gì mà làm tao hết hồn mày? Hù cái gì? Tính tiền bằng số 5 kìa. Được rồi. Chờ một chút. Ê, nói nghe nè. Chuyện gì vậy bà chủ? Mày thấy con nhỏ ngồi ngoài đó không? Nhỏ sầu đời đó đó hả? Chứ còn ai nữa. Không biết con nhỏ này nó làm gì mà nó ngồi mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ mày làm bộ mày ra ngoài mày lao cái bàn, rồi mày canh coi chừng nó có tự tử không nghe. Dạ bà chủ. Đi. Ủa em sao Lâm chưa tới nữa? Em hẹn chưa? Em hẹn rồi, cho anh tới liền giờ. Tới gì trễ dữ vậy không biết nữa. Gọi điện hỏi nữa thử coi. Để em gọi. Ê, chị. Hả? Chị đừng có làm như vậy. Làm gì? Em tưởng chị định nhảy xuống hả? Nên em sợ. Bộ nhìn tôi giống người có ý định làm chuyện đó sao? Tại em hiểu lầm. Không sao, tôi chỉ đứng đây ngắm cảnh một chút thôi mà. Tại hôm bữa có một người ở đây cũng cỡ chặt của chị, người ta cũng mới vớt xác lên, nên em cứ tưởng chị. Trên đời này còn nhiều chuyện để làm hơn là tìm đến cái chết một cách dễ dàng như vậy. Dạ chị nói đúng. Vậy chị cứ uống tiếp, chị đứng đây ngắm cảnh tiếp đi. Có gì chị gọi em nha. Một ngày nào đó anh và em sẽ gặp lại nhau ở một nơi bình yên và hạnh phúc. Mà tôi lỡ đợi rồi, đợi luôn đi. Chắc chút xíu nó tới giờ, để anh gọi điện hỏi cho. Em muốn gì? Dạ cho em như cũ đi chị. Em quá chung thủy rồi đó. Chị quá khen rồi. Chờ chị xíu nha. Dạ. Anh Trung. Xin lỗi. Dạ xin lỗi. Em làm cái gì sao thấy anh mà phấn khích quá vậy? Em sao? Em cũng biết nữa. Anh chỉ giỡn với em thôi, không có gì đâu, em đừng có ngại. Anh này, anh chọc em hoài à. Ủa, em hay tới chỗ này lắm hả? Dạ, em cũng hay tới đây lắm. Ở đây yên tĩnh, với lại có... Có sách để đọc đúng không?
Anh này. Em có thể giới thiệu cho anh một tác phẩm nào đó được không? Dạ được chứ, đương nhiên rồi. Cảm ơn em trước nha. Không có gì. Thôi em lựa sách cho anh nha. Anh đọc thể loại gì? Sách nào cũng được. Dạ, anh uống gì ạ? Cho anh một ly cảm giác luôn đi. Dạ. Của anh hết đó. Thật không vậy? Thật mà. Ok, anh biết rồi. Anh sẽ đọc hết để không phụ lòng em nha. Anh yên tâm đi. Nếu mà đọc không kịp á, ở đây người ta có cho mượn sách về nhà để đọc tiếp đó anh. Em cũng hiểu rõ quá ha. Chỗ này là địa bàn của em mà. Em cẩn thận đó. Đại ca. Đại ca. Cái gì? Có cần em phụ không? Thôi em đi. Thunder hit a little bit of a hiccup here in the month of April. Derek Williams, long range attempt off target. Oklahoma City has lost four of its last seven games, and one of the reasons that that margin over San Antonio has been reduced to just a game. Westbrook, deep two. Not... Em không phải là bọn con gái trong vũ trường Nhã Trân à. Anh yêu em, và anh cần đến tình yêu của em đối với anh. Thank you.
Đây là cơ hội để mình tìm kiếm dấu vết cái chết của anh Hoàng Nam. Chắc chắn Thái Duy có liên quan đến vụ này.
gì ta? Có chuyện gì mày hẹn tao ra đây? Tối qua chẳng phải mày ngủ nhà tao sao? Thì em rảnh nên muốn gặp anh nói chuyện vậy thôi. Tối qua thấy anh có người đẹp bên cạnh cho nên là không muốn phá đám. Có gì đâu mà phá đám. Mày cũng phụ tao đưa cậu về nhà đó. Cậu say quá trời, ngủ như chết có biết gì đâu. Vậy đêm qua anh có gì với cậu không? Nhìn tướng anh thì sao bỏ lỡ, đúng không? Mày chỉ giỏi nói vậy. Đúng là tao muốn cái điều gì thì không thể bỏ lỡ. Nhưng mà tại sao đối với Nhã Trân? Tao cảm thấy rất là thích, nên tao muốn từ từ. Gặp ông già của Nhã Trân cũng không phải là tay vừa. Là anh Hoàng, ông đưa tao ra rìa, cắt đứt hết đường làm ăn. Anh Duy nhà cao cửa rộng mà lại thích một cô gái đã có chồng rồi sao? Em tưởng đâu anh chỉ thích chơi qua đường thôi chứ. Đạt nè, mày phải nhớ một câu như vậy: Nhã Trân là người yêu của tao, mày ăn nói phải cho cẩn thận. Coi bộ anh mê nó quá rồi hả? Nhưng mà nghĩ cũng đúng thôi. Trừ cái khoản là đã có chồng thì cô gái này cái gì cũng ok hết. Gia đình thì giàu có, học thức thì đàng hoàng. Anh mà té vô cái chỗ này thì giống như là hổ mọc thêm cánh. Tới chừng đó anh đừng cứ quên thằng em này nghe. Anh có cơm thì tụi em cũng húp được miếng cháo. Mày bắt đầu biết khôn ra rồi đó. Thôi, vô vấn đề chính đi. Muốn nói với tao điều gì? Hay là tối qua cậu lại tìm của anh? Chẳng lẽ cậu lại bảo đến vậy sao? Nè, tao nói là một lần nữa, đối với Nhã Trân mày phải ăn nói cho đàng hoàng. Bỏ là sao? Không, ý em là tối qua em thấy một bóng đen đi ra ngoài. May mà nói bậy thì mệt tao lắm. Em thấy gì thì nói cái đó cho anh nghe thôi. Còn tin hay không là chuyện của anh, tùy anh.
chuyện gì sao em tới trễ vậy? À, không, anh cho em lâu không? Anh chỉ chờ một chút thôi. Nhiều đó thì nhầm nho gì, chờ em cả đời anh còn chờ được. Thấy em cười vui như vậy anh vui rồi. Trân nè, em kêu thêm món gì nữa đi. Anh kêu nhiều đồ ăn như vậy rồi, kêu thêm nữa ăn không hết lãng phí lắm. Anh thật may mắn khi quen được người như em đó. Mời em. Cảm ơn anh. Anh ăn đi. Em thấy sao? Ngon. Em thấy ngon là được rồi. Trân à, chuyện gì vậy anh? Anh có chuyện này muốn hỏi em. Em nghe nè. Tối hôm qua lúc em ngủ ở phòng anh, em có nghe tiếng động gì lạ không? Tối hôm qua tiếng động khác lạ. Bộ nhà anh có trộm hả? À, không. Chỉ là thằng Đạt nó nói với anh là vào lúc nửa đêm có nghe thấy tiếng động và tiếng bước chân trên lầu. Tại sao lại hỏi em như vậy? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em? À, không, anh không có ý đó. Anh thương em còn không hết thì làm sao mà nghĩ bậy được. Vậy tại sao hỏi em như vậy? Đâu có. Thôi được rồi. Anh xin lỗi. Thôi được rồi, em không muốn nghe nữa đâu. Mà khỏi đi, em hiểu anh đang nghĩ gì. Anh cứ ở lại đây mà suy nghĩ về những nghi ngờ ấy đi. Em đi trước đi. Ừ. Trân à? Trân. Trân. Buồn quá vậy? Sao em biết anh buồn? Em chỉ cần xoa xoa như vậy là biết liền à. Chắc em xoa cho nhiều thằng đàn ông lắm rồi nên em mới biết đúng không? Cái anh này nói vậy không sợ em buồn sao? Nhưng mà em biết tại sao anh buồn rồi đó. Nói anh nghe thử coi. Trực giác của người phụ nữ cho em biết. Anh bị con nào quăng cho cục lơ phải không? Em có nói gì sai á thì anh bỏ qua cho em. Anh thấy em sao? Bốc lửa. Vậy anh có thích em không? Em thích anh lắm hả? Cái anh này, người gì mà kỳ cục. Người ta hỏi thì không chịu trả lời, lại đặt câu hỏi ngược lại người ta.
em thích. À, mà không, em yêu anh mới đúng. Ôi da, đau em. Ủa, em không thích như vậy hả? Dạ, em thích. Anh sao vậy? Anh sao vậy? Của em. Anh về trước đây. Khoan đã, tôi đâu có cần tiền của anh. Anh làm cái gì vậy? Đừng nói nhiều, tôi mất hứng rồi. Anh khinh người quá đáng nha. Tôi biết anh đang say con Trân chứ gì. Mà tôi không nghĩ anh ngu như vậy đâu. Con Trân á, nó là gái đã có chồng rồi. Cô mới nói cái gì? Anh mua em ra đi, em nghẹt thở quá. Cô có tin tôi giết cô không? Anh đánh em đi, rồi sẽ biết. Em sẽ không để yên cho con Trân đâu. Cô nói cái gì? Cô hù tôi hả? Hả? Tôi cảnh cáo cô đó. Cô dám đụng vô dù chỉ là một cọng tóc của Trân, tôi sẽ giết cô. Bây giờ em phải làm gì đây? Mọi thứ như đang rối tung cả lên. Em dường như không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Ước gì lúc này em có anh bên cạnh, để nói cho em biết em cần phải làm gì, để cho em vơi đi nỗi đau này. Anh Duy hả? Không khí đây thật là thoải mái đúng không em? Sao anh biết em ở đây mà tìm? Anh tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy em nên ghé vô. Ra là vậy. Trân nè. Gì anh? Em có còn giận anh nữa không? Anh đừng lo, sau một giấc ngủ em đã quên hết rồi. Hôm nay sao nhìn anh khác vậy? Không có gì, cũng như hàng ngày thôi mà. Em chắc chắn ngại ngùng không phải tính cách của anh. Thôi được rồi, anh chỉ muốn hỏi em một chuyện. Anh nói đi. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ? Sao em không trả lời? Em lại cố tình tránh né anh nữa sao? Em không thể trả lời anh vào lúc này được. Em cần có thời gian để suy nghĩ.
Em đã nói như vậy thì anh sẽ chờ đợi em, cho dù có chờ đợi bao lâu đi nữa. Bây giờ anh có bận gì không? Sao vậy em? Anh có thể cho em quá gian đến công ty được không? Được, anh luôn sẵn lòng. Hay mình đi luôn đi. Ủa, chị My tới làm tóc hả? Ừ, ngồi ghế đi chị. Đúng là trái đất này tròn thật. Ở đây mà cũng gặp được quý nhân. Chị nghe nói là em đang theo Thái Duy đúng không? Chị thận trọng trong lời nói một chút, đừng có ăn nói hàm hồ quá. Có con nhỏ nào mà từ chối mấy chuyện đó. Lòng tự trọng của cưng cũng cao quá ha. Chị cũng không dài gì kiếm chuyện với người như cưng. Cưng có anh Thái Duy chống lưng mà. Mà nhìn cái mặt bún ra sữa của cưng là chị biết em không có vốn sống bao nhiêu rồi. Thôi thì dừng đúng lúc, quay đầu là bờ đi. Đừng có đeo bám anh Thái Duy nữa. Ảnh không phải cùng loại người như cưng đâu. Chị nói nghe cũng hay lắm. Nhưng tôi có chuyện này còn hay hơn muốn bàn với chị đây. Tôi với cô mà cũng có chuyện để bàn nữa sao? Chỉ một lần rồi thôi. Ít ra thì chúng ta cũng có một điểm chung, đó là cùng quan tâm một người đàn ông. Cô vào thẳng vấn đề luôn đi. Được, nếu chị đã nói như vậy thì tôi bắt đầu luôn. Thực ra chính anh Thái Duy mới là người đeo đuổi tôi. Có lẽ anh ta đang muốn dòm ngó tài sản của ba tôi, cho nên mới muốn chinh phục tôi. Bộ cô nói như vậy là tôi tin sao? Tin hay không là quyền của chị, tôi không quan tâm. Vấn đề ở đây, tôi muốn nhờ chị giúp tôi một chuyện. Giúp? Lạ đời, tình địch của nhau mà cô kêu giúp đỡ là sao? Tôi nghe nực cười quá. Nếu thích thì chị cứ cười cho thỏa, nhưng còn đối với tôi, đây là lời nói thật lòng. Tôi sống rất sòng phẳng, cái gì cũng có giá của nó. Và chuyện này cũng vậy. Đây chỉ là một phần của số tiền. Nếu chị làm tốt, chị sẽ được nhận phần còn lại. Nhưng cụ thể là việc gì? Theo dõi anh Thái Duy. Anh Duy. Bộ lạ lắm sao nhìn dữ vậy? Xin lỗi.
Em có chuyện muốn nói với anh. Đi qua bệnh. Hôm nay mày còn dám trả trời với tao nữa hả? Anh nói vậy với thằng em này làm sao dám làm chuyện đó trước mặt anh. Thằng chó này tao đập bí được mày. Anh Đạt làm cái gì mà nóng dữ vậy? Bởi vậy mới nói anh Duy đây là số 1 của em. Lúc nào em cũng sùng bái anh Duy. Mày nói bấy nhiêu đó mày không thấy chán sao? Nói thẳng đi, mày muốn cái gì? Hiện tại thì em đang cần một số tiền. Ông anh có thể giúp em được không? Bao nhiêu? 50 triệu. Không, làm gì mà có giá mềm vậy ông anh. Năm ở đây là 500 chai. Cái gì? Cái gì? Mày nói cái gì? Hả? Đã. Kìa, làm gì mà ông anh mình ngạc nhiên như vậy? Cái giá đó đâu có thấm thía gì với chuyến hàng của anh đúng không? Mày, mày hay lắm. Thằng này biết hết chứ không phải là không biết đâu. Nhờ thằng em này làm cái vụ phá xe của thằng Hoàng Nam, anh mới quen được con nhỏ đó. Khác gì một công đôi ba chuyện. Vừa giải quyết được tình địch của mình mà vừa dọn được con đường đến lâu đài tình ái của mình. Tuyệt quá rồi còn gì. Nè, mày muốn tiền có đúng không? Cuối cùng rộng anh mình cũng thông suốt.